Alo chào anh em nha. Thì hôm nay số phụ tùng xe máy của Thắng mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm đến từ thương hiệu Sum Racing. Thì hôm nay sản phẩm mình giới thiệu cho anh em đó là full bộ số đấu dành cho anh em chơi cái hệ máy là Quest 110 đời mới, hệ máy đầu bò quay hai ốc anh em. Như là Quest 110, RX 110, Quay 110i, rồi Rim 110. Nói chung là ở Việt Nam mình nói anh em dễ hiểu đó là cái dòng xe là Quest 110 đầu bò hai ốc. Quay 210 đời mới sẽ chung hết. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là full bộ số đấu của hãng Sum Racing. Số đấu nha anh em. Full bộ số đấu này thì anh em nó không có heo, anh em về gắn lại heo cũ mình xài bình thường ha. Đó thì nó đây là bộ 4 số đã sắp số đấu lại rồi. Hãng Sum Racing ba anh em là chuẩn hàng về chất lượng cũng như là thiết kế này kia, độ an toàn này kia các kiểu. Hàng chính hãng của Sum Racing có độ bảo hành cho anh em ha. Rồi đây là mình trên tay mình là cái full cái bộ trục số nhông nồi ha, bên hệ nhông nồi. Số đó sẽ đấu 4 số nha anh em, là giúp cho xe mình đã làm độ thì muốn thay đổi tiết số điện để giúp cho xe nhanh đề nhanh hậu rút thì mình phải cần có bộ số đấu. Thì trên thị trường hiện tại là số đấu thì lúc trước thì nó cũng có ra là dạng là số lẻ thì nó cũng khó chịu cho anh em. Thì hôm nay mình hãng Sum đã cho mình ra là nguyên bộ luôn nè. Nguyên bộ này mình bán là 1.1 triệu một bộ và free ship hàng toàn quốc cho anh em ha. Gắn vào xe khi đã làm độ anh em sẽ thấy ngay được sự khác biệt đề nhanh hậu rút. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cho anh em cái tỷ số truyền của trên cái bộ số Quest 110 nha. Tỷ số truyền là tỷ số truyền thực tế sau khi đã được sửa đổi nha anh em. Con nhông số 1 là 13-32, nhông số 2 là 18-27, nhông số 3 là 22-25, còn nhông số 4 là 23-22 nha. Với tỷ số này là rất là ok, anh em mà làm xe mà đã gọi là đôn dên sổ trái hoặc làm độ muốn gọi là ăn gian tỷ số truyền thì cần phải vô bộ số này nha. Đây là bộ số bên cốt nhông tải nè. Hàng này được bán và xuất bên Malaysia rất là nhiều nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn, chuẩn đẹp, gia công chi tiết sắc thảo 100% là sản xuất tại Đài Loan nha anh em. Giá bộ số này mình bán là 1.1 triệu và bao ship cho anh em. Anh em nào chốt có thể alo mình qua số điện thoại là 0933996332. Tất cả các số tài khoản khi mình giao dịch tại cửa hàng mình đều mang tên là Quỳnh Quốc Thắng nha anh em. Đó. Số đẹp chất lượng, anh em cầm trên tay là nhìn rất là đã luôn. Chi tiết từng sắc nét, từng từ phôi thép đến chi tiết gia công ha, không có chơi chỗ nào được. Rồi anh em nào chốt cái alo mình nha, 0933996332.